Em xin mến chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh Tuyên Vũ Audio. Mến thưa toàn thể các bác và em, hôm nay chúng em về được rất là nhiều các cái đầu rắc của Panic. Thì đây chính là rắc Canon hay còn gọi là rắc đực cái các bác nhé. Đây thì em đang tháo ra một đầu đực và một đầu cái ở đây. Em sẽ lấy một đầu đực cho các bác nhé. Em sẽ tháo này ra để lấy một đầu đực này. Đó. Đực cái thì em đang cắm lẫn với nhau. Đó, đây là đầu đực của nó này. Còn đây là đầu cái. Đó. Và tên của cái rắc Canon Panic này nó là Silvernet. Đó, được mạ một lớp sơn. Sơn màu đen. Đây là sơn nhám các bác nhé. Cái lớp sơn này thì khi chúng ta cầm vào thì nó chống bám vân tay, chống bụi này. Đó. Rất là đẹp, hàng rất là đẹp luôn ạ. Ở đây là chúng ta đều có một hình mũi tên nhé. Thì các bác tưởng tượng đây, cái đầu cái thì nó sẽ có, em sẽ cho các bác xem hai cái đầu mũi tên của nó này. Đó. Đó, mũi tên này là tượng trưng như một đầu vào một đầu ra. Đó, đầu cái này thì luôn luôn là đầu ra rồi này. Đó, còn đầu đực này nó sẽ là tín hiệu đi vào này. Đó, các bác có thể thấy này. Tín hiệu vào và ra. Đó, đánh dấu mũi tên cho các bác nhé. Và đây thì các bác có thể thấy là nó họ đã mạ một lớp kim loại màu vàng. Đó, nhìn rất là sang đúng không ạ? Đẹp từ lớp sơn luôn các bác nhé. Đẹp từ lớp sơn luôn. Và đây là những cái dòng đầu rắc Canon cao cấp của Panic. Em đang bán là 500.000 cho một đầu đực và một đầu cái này này. 500.000 cho một đầu đực và một đầu cái nhé. Đó, để có những cái đầu rắc nó truyền tín hiệu tốt thì chúng ta sẽ sử dụng những cái đầu rắc cao cấp như thế này. Khi các bác có dàn âm thanh cao cấp rồi thì chúng ta không thể thiếu trang bị cho dàn âm thanh chúng ta những cái đầu rắc cao cấp. Còn những cái đầu rắc Canon này thì chúng ta có thể sử dụng cho vang hoặc là mixer. Đó. Hoặc là mic. Và những cái phụ kiện này thì bên em đang bán rất là nhiều. Đó, các bác và anh em quan tâm thì vui lòng để lại bên dưới hoặc là để lại số điện thoại. Nhân viên em sẽ tư vấn nhé. Và cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm và theo dõi video của chúng em. Các bác thấy hay thì nhấn like và đăng ký kênh để được theo dõi những video tiếp theo. Em xin chào các bác.